Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, nghe thấy cơ như Nhật nói sẽ đem bản thân đi gặp cơ như Nguyệt, thì Tần Trần liền đồng ý theo hắn đi đến cơ gia ngay. Thế nhưng khi đám người đang định lên chiến hạm để trở về, thì lại bị mặt thiên nguyên cản lại. Hắn muốn Tần Trần đem hết trái cây của dung đạo thảo cùng với binh khí của hắn giao ra, thì mới có thể rời khỏi đây được. Nếu không, chỉ cần một khi Tần Trần rời khỏi nơi này, thì hắn sẽ cho người xuất thủ, đem Tần Trần diệt sát ngay. Nghe được lời này, sắc mặt Tần Trần đột nhiên trầm hẳn xuống, lạnh giọng nói. Ngươi dám đe dọa ta sao lời này vừa dứt một cổ khí tức đáng sợ từ trên người tần trần liền bạo phát ra tựa hồ giống như một đầu mảnh thú vừa mới thức tỉnh vậy mà mặt thiên nguyên cũng bị cổ khí tức này dọa cho sợ hãi làm hắn không tự chủ mà lui lại phía sau mấy bước khí sắc thì trở nên trắng bạch ổn định lại thân thể mặt thiên nguyên hít sâu một hơi để khôi phục tinh thần sau đó tức giận quát lớn đe dạo ngươi thì làm sao bản thiếu chính là đệ tử Mặc gia ai dám mạo phạm hiện tại bản thiếu thay đổi chủ ý rồi, ta muốn ngươi bò qua đây nhận tội, rồi giao ra vũ khí cùng trái cây dung đạo thảo, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe được mấy lời này, khóe miệng tần trần hiện lên nụ cười lạnh, lên tiếng, ai dám đe dọa ta, ta đem hắn tiêu diệt. Lời này vừa được nói ra, không đợi cho mặt thiên nguyên làm ra hành động gì, thì thân hình tần trần liền hóa thành một đạo lôi quang, nhanh như chớp đánh tới. Trong nháy mắt, kinh khủng chân nguyên bạo phát đem tất cả mọi người xung quanh trấn lui ra ngoài bụi mù bay khắp nơi chỉ có mấy người cơ như nhật và tử vân là còn miễn cưỡng đứng vững mà thôi thế nhưng do bụi mù quá nhiều nên bọn họ cũng không nhìn rõ chuyện gì phát sinh mãi đến khi bụi mù tán đi thì bọn họ đã thấy trong tay phải từng trần cầm một cánh tay mà đứng cách đó không xa chính là mặt thiên nguyên thế nhưng bộ dạng lúc này của hắn lại vô cùng thê thảm đầu bù tóc rối máu me đầy người thống khổ kêu gào mà quan trọng nhất chính là cánh tay của hắn đã bị từng trần xé rách xuống trong nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ không ai ngờ đến chỉ trong có vài giây ngắn ngủi mà thôi thế mà thiên kiêu như mặt thiên nguyên cũng bị một tên giả nhân đánh cho thân tàn ma dại như thế này thấy bầu không khí có chút yên tĩnh từng trần liền lên tiếng nói mặt da cũng không gì hơn cái này nếu ngươi còn dám chọc ta thì ta đây sẽ để các đại thúc đại bá trong núi đi ra bọn họ ngay cả xích lân thao thiết cũng dám đánh chẳng lẽ lại còn sợ mặt da của ngươi sao Tần trần vừa nói ra lời này chẳng khác nào dội cho đám võ giả ở đây một quả bom nặng ký làm cả đám kinh sợ không thôi nhất thời không biết nói gì đều quay sang nhìn nhau bởi vì bọn họ biết xích lưng thao thiết chính là hồng hoang mãnh thú thực lực cực kỳ đáng sợ ngay cả hậu kỳ võ đế còn không làm gì được nó nếu đúng như tên giả nhân này nói thì không biết gia đình hắn đáng sợ đến mức nào thấy bộ dáng có chút sợ hãi của đám võ giả xung quanh tần trần liền thu liễm lại khí tức đem cánh tay cục của mạc thiên nguyên ném đến trước mặt tên này lạnh giọng nói tiểu tử sau này ngươi còn dám khi dễ ta ta liền đem ngươi giết chết ngay nghe tần trần nói vậy mặc dù trong lòng rất tức giận thế nhưng mạc thiên nguyên cũng không dám nói ra hắn rất sợ trong cơn tức giận tần trần sẽ đem hắn làm thịt cố gắng đè nén tức giận trong lòng xuống mặt thiên nguyên đem cánh tay cục nhặt lên sau đó thì xoay người tiến lên chiến hạm cấp tốc rời khỏi nhìn đám người mặt da dần biến mất nơi cuối chân trời tần trần cười to mấy tiếng rồi xoay người ôm lấy bả vai cơ như nhật lớn giọng nói anh vợ mau mang ta trở về cơ gia tìm vợ đi thấy đám người cơ gia sắp sửa rời đi tử vân vội vàng tiến lên nhìn tần trần mỉm cười nói ngươi có thể đem một mai trái cây bán cho ta không thế nhưng làm cho tử vân tức giận là tên giả nhân kia lại không thèm nhìn nàng lấy một cái mà đã thẳng thần từ chối rồi dù gì nàng cũng là một mỹ nữ thế mà tên này lại không cho nàng chút thể diện nào cả nén lại tức giận tử vân cố gắng nặng ra một nụ cười nói tiếp ta dù gì cũng là hảo bằng hữu của lão bà ngươi ngươi có thể nể tình mà bán cho ta được không tần trần nghe vậy thì có chút gật gù như đang nghĩ gì sau đó lên tiếng nếu ngươi thật sự là bằng hữu của lão bà như nguyệt nhà ta thì ta cũng có thể tặng cho ngươi một mai trái cây thế nhưng ta làm sao biết được ngươi có gạt ta hay không vì thế ngươi phải đi cùng ta đến cơ gia một chuyến chỉ cần như nguyệt xác nhận ngươi là bằng hữu của nàng thì ta sẽ đưa cho ngươi một mai trái cây ngay tử vân nghe vậy thì liền đồng ý ngay nàng liền xoay người nhìn sang cơ như nhật ôn nhu hỏi không biết cơ huynh có nguyện ý cho ta đi cùng một đoạn đường hay không có cơ hội được đi cùng tử vân như vậy cơ như nhật liền đồng ý ngay trong lòng hắn lúc này vui mừng không thôi đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn của hắn khi mời được tần trần về cơ gia thế là ngay sau đó cả đám liền tiến lên chiến hạm nhanh chóng khởi hành trở về cơ gia quay lại với tần trần hiện tại hắn cũng không biết được chút tin tức nào về cơ gia, một mình đi tới thì chẳng khác nào xông vào đầm rồng hang hổ cả. Thế nhưng hiện tại kéo được tử vân tiên tử đi cùng, ít nhất cũng có người biết chuyện, làm cho cơ gia cũng có chút kiên kỵ, mà không dám làm gì quá đáng với hắn cả. Ngồi trên chiến hạm phi hành, rất nhanh mấy người cơ như nhật đã về đến cơ châu, lúc này hắn mới dám thở phào một hơi. Bởi vì trước đó từng trần đã đoạn mất một cánh tay của mặt thiên nguyên, nên cơ như nhật rất sợ cường giả của mặt gia chặn đường gây sự, thế nhưng bây giờ đã tiến vào địa phận của cơ châu rồi thì dù có cho tiền thì Mạc Gia cũng không dám chặn lại chiến hạm của bọn họ, bởi vì như vậy chẳng khác nào tuyên bố cùng cơ gia khai chiến cả. Chiến hạm vừa tiến vào phạm vi cơ châu, thì không lâu sau đã dừng lại, từ bên trong chiến hạm đi ra, hiện lên trước mắt tầng trần là một mảnh kiến trúc hùng vĩ, khí phách ngập trời, hiển nhiên, nơi này chính là cơ gia. Dưới sự hướng dẫn của cơ như nhật, mọi người rất nhanh đều tiến nhập vào cơ gia. Trên đường đi, tầng trần quan sát thấy rất nhiều cường giả thủ về ở nơi đây, không những thế, nơi này còn bố trí rất nhiều cấm chế, nếu không phải có người dẫn vào, thì chỉ sợ việc đột nhập vào cơ gia cũng không dễ dàng gì. Mặc dù đã tiến vào bên trong cơ gia, thế nhưng Tần Trừng cũng không dám phóng ra tinh thần lực để dò xét cơ như nguyệt. Không nói đến ở nơi đây bố trí rất nhiều cấm chế, cho dù có dò xét thì cũng chưa chắc phát hiện ra được gì. Vạn nhất mà bị cường giả cấp cao của cơ gia cảm giác được có người đang dò xét, chỉ sợ lúc đấy bản thân sẽ gặp phiền toái lớn. Cứ như vậy yên ổn đi vào, rất nhanh mấy người Tần Trừng cũng đến được một cái đình viện, nơi đây tập trung rất nhiều võ giả, khí thế vô cùng bất phàm. Khi thấy hai huynh muội cơ như nhật đi vào, thì đám võ giả nơi đây đều chạy lại cung kính hành lễ mà theo lời cơ như nhật nói tần trần mới biết được đây chính là chỗ ở của các thiên tài mà cơ gia mời chào sau khi giải thích qua vài điều thì cơ như nhật bảo tần trần cứ ở lại đây chờ hắn còn chuyện liên quan đến cơ như nguyệt thì hắn cần phải bẩm báo với phụ thân sau đó phải chờ gia tộc đến quyết định nữa nói dứt lời cơ như nhật liền rời đi luôn nhìn theo bóng lưng cơ như nhật rời đi có một vài tên võ giả ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía tần trần bọn họ không hiểu chuyện có liên quan đến như nguyệt tiểu thư đến cùng là chuyện gì mà phải cần đến gia tộc quyết định nữa nhìn thấy biểu tình của đám người này ánh mắt cơ như tinh hiện lên một tia giảo hoạt nàng muốn nhân cơ hội này để dạy cho tần trần một bài học trả thù lại vụ hắn khi dễ nàng khi trước thế là nàng liền tiến lên một bước ánh mắt đảo qua đám võ giả nơi đây sau đó lên tiếng nói gia hỏa này tên là thiết ngưu không biết chui ra từ cái xóa xỉnh nào hôm nay đến đây là muốn kết hôn với như nguyệt tỷ tỷ bởi vì như nhật đại ca nhìn trúng tài hoa của hắn nên mới dẫn hắn tới nơi đây nếu đổi lại là ta thì đã sớm một tác đem hắn đập chết rồi. Vừa nghe được mấy lời này, ánh mắt đám võ giả trên sân đột nhiên trầm xuống, cả đám quay sang nhìn Tần Trần không chút hảo ý nào cả. Cơ Như Tinh thế thế thì nở một nụ cười lạnh, nàng cũng không có ở lại đây mà liền quay sang nói với Tử Vân tiên tử, là bản thân muốn đi tìm phụ thân, sau đó thì chạy đi luôn. Thấy hành động này của Cơ Như Tinh, từng Trần đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, một dự cảm sẽ có chuyện phiền toái sắp đến với bản thân. Và cũng đúng như thế, ngay khi Cơ Như tin vừa rời đi, thì bầu không khí trên sân càng trở nên lạnh lùng, ngay sau đó có một tên nam tử tóc vàng từ trong đám người đi ra, nhìn chầm chầm tần trần lạnh lùng nói, tiểu tử, nghe nói ngươi đến đây là muốn cầu hôn với như người tiểu thư, nếu là như vậy, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Nghe tên tóc vàng kia nói vậy, tần trần liền quay sang tử vân liên tiếng hỏi, tên ngu ngốc này lại dám khiêu chiến ta, nếu ta giết chết hắn thì không sao chứ. Tử vân tiên tử nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, bảo tần trần hạ thủ lưu tình, dù gì đám người này cũng là võ giả do cơ gia mời chào, nếu giết chết chỉ sợ đưa tới cơ gia không vừa lòng. Đứng ở một bên nghe mấy lời này, làm tên nam tử kia tức giận không thôi bản thân còn chưa đánh đã bị người khác phán thu rồi thế là hắn liền lấy ra vũ khí của mình đó là một thanh bảo kiếm trên thân còn lập lè một ít phù văn lộng lẫy hiển nhiên phẩm cấp của thanh kiếm này cũng đã là đỉnh phong hoàng binh rồi trường kiếm vừa xuất ra cũng không đợi tần trần lên tiếng thì tên này đã chủ động lao đến phát động công kích luôn đối mặt với một tên tu vi chỉ là hậu kỳ võ hoàng tần trần cũng lười xuất thủ chỉ thấy bàn tay hắn vung lên đã đem công kích của tên kia hóa giải đồng thời đánh cho hắn nằm bẹp trên đất thuận tay giải quyết xong một tên lắm mồm tần trần đảo mắt qua đám người xung quanh cười híp mắt nói còn ai muốn cùng ta giao thủ nữa thì có thể bước lên cả đám nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến vội vàng lui lại sau mấy bước thực lực của bọn hắn cùng với tên nam tử tóc vàng kia cũng chỉ sàng sàng như nhau mặc dù có mạnh thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu nếu đi lên chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương cho một cái tác nằm bẹp mà thôi thế là cả đám liền nâng tên nam tử tóc vàng kia dậy rồi quay đầu bỏ chạy luôn thế nhưng vẫn không quên gửi gắm từng trần vài câu đó là đợi khi hút thiếu trở về sẽ dạy dỗ hắn một trận, bởi vì không biết hút thiếu mà đám người kia nói đến là thằng nào, thế nên từng trần liền quay sang Tử Vân để hỏi, và theo như lời nàng nói, thì hắn mới biết tên hút thiếu mà đám người kia nói đến là Hút Đông Thăng, là thiên kiêu của một đế cấp gia tộc tại vũ vực. Bởi vì có một lần nhìn thấy như Nguyệt, từ đó trở đi liền ôn tâm tư truy cầu nàng, thế nên hắn đã lựa chọn đầu nhập vào cơ gia, mà trong khoảng thời gian đó được cơ gia bồi dưỡng, thực lực của tên này lại đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, liền từ một tên võ hoàng hậu kỳ đột phá thẳng đến cửu thiên võ đế sau khi biết được mấy thông tin này ánh mắt tần trần liền trở nên lạnh lẽo lạnh giọng nói cửu thiên võ đế thì rất mạnh sao đã có dũng khí nghĩ đến nữ nhân của ta đợi hắn trở về ta sẽ cho hắn một trận đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo